cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 3, Thanh tra huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh để làm rõ vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo đó, cuối năm 2023, chánh thanh tra huyện đã có quyết định thanh tra đột xuất việc quản lý sử dụng ngân sách ngoài ngân sách tại trường tiểu học Đồng Me, xã Đức Thuận, tỉnh Linh. Theo báo cáo của đoàn thanh tra đối với nội dung chi chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo và chế độ phụ cấp ưu đãi khuyết tật cho bà DTH, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Me có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể, từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 8 năm 2023, trong bảng phân công chuyên môn của nhà trường do bà Hát, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Me ký phân công cho chính bà Hát, đứng lớp 2 tiết một tuần. Theo hồ sơ kế toán thời điểm trên, hiệu trưởng DTH đã nhận đầy đủ chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, phụ cấp ưu đãi khuyết tật với số tiền hơn 300 lên 1 triệu đồng. Tuy nhiên, qua làm việc với các cá nhân có liên quan thì tất cả giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đứng lớp, giáo viên đã chuyển trường và các cá nhân khác có liên quan đều khẳng định hiệu trưởng trường này không trực tiếp đứng lớp với định mức 2 tiết một tuần theo quy định. Bà DTH chỉ thực hiện việc đứng lớp sau khi có quyết định thanh tra đột xuất. Theo kiến nghị của đoàn thanh tra, đây là nội dung phức tạp có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Ngày 22 tháng 1 vừa qua, thanh tra huyện đã làm việc với công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy để đánh giá phân tích các nội dung liên quan. Kết quả cuộc họp các ngành đều nhận định đối với nội dung nêu trên có dấu hiệu tội phạm, thời gian thanh tra đã hết nên không thể tiếp tục xác minh để có kết luận chính xác khách quan việc hiệu trưởng trường tiểu học đồng me sai phạm hay không sai phạm do đó thống nhất để tránh thanh tra huyện có quyết định chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tánh linh để giải quyết theo quy định từ tối ngày 20 tháng 3 trên các trang diễn đàn phụ huynh học sinh thành phố Hồ Chí Minh lan truyền hình ảnh chụp tấm áo màu trắng của học sinh lấm tấm máu. Theo mô tả, lý do là học sinh này bị thầy hiệu trưởng đánh chảy máu đầu. Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào sáng ngày 19 tháng 3, đó là tiết học toán của lớp 2 trên 8 trường tiểu học Tân Phú Trung do thầy hiệu trưởng trường đứng lớp. Lý do đánh học sinh theo tường trình của hiệu trưởng với cơ quan chức năng là vì em này nghịch trong lớp không làm bài. Theo tường trình của thầy hiệu trưởng với cơ quan chức năng, khi hiệu trưởng lấy cái song lang, một loại nhạc cụ của nghệ sĩ khi đàn dùng để giữ phách, đánh vào vai học sinh thì em này né nên trúng đầu, gây chảy máu. Trong ngày 19 tháng 3, nhà trường đã đưa học sinh này đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và chẩn đoán ban đầu là bị thương ngoài da. Ngày 20 và ngày 21 tháng 3, em học sinh vẫn đang nghỉ ở nhà chưa đi học lại. Bà Lê Thị Thuận, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Vị Xuyên cho biết, đơn vị vừa có báo cáo kết quả xác minh vụ việc giáo viên đánh học sinh tại trường tiểu học Ngọc Minh gửi Ủy ban Nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Trước đó, ngày 15 tháng 3, trên mạng Facebook đăng tải thông tin học sinh bị thầy giáo đánh tại trường tiểu học Ngọc Minh, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo trường tiểu học Ngọc Minh và trực tiếp làm việc để xác minh rõ nội dung. Theo đó, Học sinh có hình ảnh đăng tải trên mạng Facebook là Hoàng Minh Quy, lớp 2A, trường Tiểu học Ngọc Minh. Sáng 13 tháng 3 trong giờ học môn chính tả, do không viết được bài nên thầy giáo Nguyễn Thế Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A đã dùng que tre nhỏ đánh vào vùng đầu học sinh Hoàng Minh Quy. Lúc đó học sinh Quy chưa có thương tích gì và khi hết buổi học thì Quy về nhà sinh hoạt bình thường. Xác minh trên lớp 2A, một số học sinh trong lớp khẳng định sáng 13 tháng 3, trong tiết chính tả, thầy giáo Nghĩa có dùng que nhỏ đánh từ 3 đến 4 cái vào đầu học sinh Quy. Ngoài ra, xác minh thông tin từ các học sinh trong trường. Vào chiều 13 tháng 3, học sinh Quy có đi xe đạp buông hai tay và bị ngã xe đạp. Tuy nhiên, qua làm việc với em Hoàng Minh Quy thì em này khẳng định đã bị thầy nờ dùng que tre nhỏ có đường kính 0,5 cm, dài 22 cm đánh vào đầu. Còn chuyện bị ngã xe đã xảy ra từ trước Tết Nguyên Đán. phía gia đình học sinh Quy cho rằng những vết bầm tím trên mặt, trên mắt học sinh Quy là do thầy giáo nghĩa đánh vào vùng đầu dẫn đến sưng mắt và mặt. Vì thế gia đình đã đăng tải thông tin này lên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 3 sau khi vụ việc diễn ra trường tiểu học ngọc minh đã phối hợp cùng gia đình đưa học sinh hoàng minh quy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe kết luận kiểm tra sức khỏe em quy không có bất thường nội sọ trên ct scanner sọ não phù nề phần mềm đỉnh trái phòng giáo dục và đào tạo huyện vị xuyên cho rằng hành vi của ông nguyễn thế nghĩa vi phạm quy định đạo đức nhà giáo và quy định về hành vi ứng xử trang phục của giáo viên nhân viên trong điều lệ trường tiểu học quan điểm của phòng là nếu cá nhân tổ chức có vi phạm thì phải yêu cầu xử lý vi phạm đến đâu thì xử lý đúng theo quy định đến đó không dung túng hay bao che bà lê thị thuận trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện vị xuyên khẳng định phòng giáo dục và đào tạo huyện vị xuyên cũng yêu cầu nhà trường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ giáo viên phụ huynh học sinh tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong trường học tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, tiếp tục phối hợp với gia đình, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Vụ việc được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Mới đây, ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu trường khẩn trương giải quyết vụ gần 1.400 học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đến trường nhưng không có giáo viên giảng dạy. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường thực hiện chuyên môn, quản lý nhà trường đúng theo quy định. Trường cần nhanh chóng có giải pháp xử lý, chấm dứt tình trạng giáo viên xin nghỉ đồng loạt để bảo đảm việc tổ chức hoạt động giáo dục ổn định. Sở đề nghị trường thực hiện các giải pháp duy trì và tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục đúng kế hoạch chương trình, bảo đảm tối đa quyền lợi học tập cho học sinh, giải quyết cho các em chuyển trường theo nhu cầu của phụ huynh. Trường quốc tế AISVN có trách nhiệm thực hiện báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông qua phòng quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập trước 15 giờ hàng ngày. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trường quốc tế AISVN phải đặt ưu tiên trong việc bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học của học sinh bị gián đoạn. Lãnh đạo sở này cũng đề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và trường có vốn đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận học sinh có nhu cầu chuyển từ trường quốc tế AISVN đến học. Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con học tại trường quốc tế Mỹ gửi đơn cầu cứu gây xôn xao dư luận. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường lên làm việc. Sở cũng đã cử đoàn cán bộ trực tiếp đến trường để làm việc. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 3, hàng chục phụ huynh trường quốc tế AISVN tập trung tại trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Hồ Chí Minh, PC03 và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc gần 1400 học sinh bị nhà trường cho nghỉ học ngày 18 tháng 3 và nhiều vấn đề khác liên quan đến trường. Theo các phụ huynh, ngày 17 tháng 3, Hội đồng trường quốc tế AISVN tổ chức họp với phụ huynh học sinh để thông tin về tình hình hoạt động của nhà trường. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng trường cho biết tài chính của trường hiện khó khăn, không ổn định, trường không thể trả lương cho giáo viên và nhân viên trường nhiều tháng nay. Dù trường đã tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết tình hình khó khăn về tài chính hiện nay nhưng không khả thi. Buổi làm việc diễn ra hơn 8 tiếng đồng hồ không tìm được tiếng nói chung giữa nhà trường và phụ huynh. Đến 21 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Út Em gửi email cho toàn thể phụ huynh thông báo về việc tạm cho học sinh nghỉ học trong ngày 18 tháng 3. Sau một ngày cho học sinh nghỉ học và bị phụ huynh kịch liệt phản đối, tối ngày 18 tháng 3, bà Nguyễn Thị Út em đã gửi email tới toàn thể phụ huynh thông báo việc trường sẽ mở cửa tiếp tục dạy học vào ngày 19 tháng 3. Tuy nhiên, kể từ thời điểm trường mở cửa trở lại, trường không hề có giáo viên đứng lớp. Học sinh đi học hay không, đến hay về đều không có bất kỳ sự kiểm soát nào từ nhà trường. Một số phụ huynh cho biết, họ đưa con đến trường nhưng phải ngồi ở căng tin vì không có giáo viên giảng dạy.